Apple đang phát triển một chiếc máy có thể gặp lại, tuy nhiên thì đó không phải là iPhone. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui số 278. Và hôm nay cùng mình đến với những thông tin rất hot của Apple trong những ngày qua nhé. Ok, let's go. Apple đang phát triển một chiếc máy có thể gặp lại với màn hình 9 inch. Tuy nhiên, đó không phải là iPhone mà là iPad hoặc là một chiếc MacBook. Theo The Elite, bộ phận di động của Samsung đã họp với các nhà đầu tư vào tháng trước để thảo luận về thị trường smartphone. Tại đây, đại diện Samsung cho biết Apple có thể trình làng thiết bị gập đầu tiên trong 2 năm tới, nhưng sẽ không phải là iPhone. Hãng nghiên cứu CCA Insight cũng nhận định việc đưa một mẫu iPhone gập sẽ rủi ro hơn cho Apple khi so với iPad. Apple được đánh giá là luôn có cách tiếp cận thị trường cực kỳ thận trọng. Sản lượng iPhone hàng năm rất lớn và họ có thể gặp vấn đề về nguồn cung do công nghệ màn hình gập còn nhiều hạn chế và đắt đỏ. Ngoài ra, nếu thiết bị xuất hiện lỗi giống Galaxy Z Fold đời đầu, hãng sẽ phải chịu rất nhiều đợt chỉ trích và tổn thất. Các nhà phân tích tin rằng giá của sản phẩm sẽ rơi vào khoảng $2,500. Trước đó, nhà phân tích Michiko đã từng nói Apple đang thử nghiệm với thiết bị gập có màn hình 9 inch, nhưng phải tới năm 2025, thiết bị này mới được xuất hiện. Tuy nhiên, theo The Eclipse, nguồn tin từ Samsung đáng tin cậy hơn vì hãng đang cung cấp tới 82% màn hình cho iPhone 14 và 100% tấm nền cho iPhone 14 Pro Max. Samsung cho rằng thị trường smartphone gập có thể tăng trưởng 80% vào năm 2025. Khảo sát của hãng cho thấy 90% người dùng điện thoại gập dự định sẽ tiếp tục mua lại thiết bị này trong tương lai. Cho rằng Apple luôn khiến người dùng phải chờ đợi những tính năng hữu ích, Samsung đã làm một video quảng cáo khuyên người dùng nên sử dụng điện thoại Android của hãng. Samsung chưa bao giờ ngừng chế nhạo Apple, từ việc loại bỏ jack cắm tai nghe 3.5mm cho tới bỏ cụ sạc, rồi gần đây là sự thiếu sáng tạo trên iPhone 14 series. Một số quảng cáo chế nhạo của đối thủ sau đó đã bị âm thầm gỡ bỏ vì công ty Hàn Quốc đã tung ra các chiến lược bán hàng tương tự như những gì Apple đã làm. Tuy nhiên, trong quảng cáo mới nhất vừa được tung ra, có lẽ Samsung sẽ không phải lo lắng về vấn đề phải gỡ bỏ sau này. Cụ thể, trong quảng cáo có tên là Trên hàng rào, một người dùng điện thoại thông minh đã trèo lên trên một hàng rào thực có tác dụng ngăn cách giữa hai môi trường, một bên là trong nhà và bên kia là thế giới thiên nhiên đầy kỳ thú. Hàng rào này ám chỉ về việc Apple đang vận hành App Store cùng hệ sinh thái với các sản phẩm của mình với phong cách quản lý như một khu vườn có rào bao quanh. Anh miêu tả những gì mình thấy là Samsung đang phát hành điện thoại gập. Trong khi đó, một số người giống nhân viên của Apple cản anh và mọi người lại, nói rằng nhiệm vụ của họ là ở đó và chờ đợi mọi thứ sẽ tự đến. Bạn không nên rời đi, chúng ta đang chờ đợi tất cả những điều đó và nó sẽ đến ở đây. Khi được hỏi tại sao người dùng phải chờ đợi, anh ấy giải thích, bởi vì đó là những gì chúng ta làm, chúng ta chờ đợi. Đã đến lúc ra khỏi hàng rào, một thiên hà Galaxy đang chờ đón bạn, quảng cáo kết luận. Tuy nhiên, có một điểm kỳ lạ trong quảng cáo này, đó là việc anh chàng nhìn thấy những chiếc điện thoại gập của Samsung, sau đó vẫn quyết định không vượt qua hàng rào, phải chăng chúng chưa đủ thuyết phục? Hey Siri sẽ không còn là câu lệnh để các bạn kích hoạt Siri nữa. Trong tương lai gần, các bạn chỉ cần gọi Siri là có thể sử dụng được Siri trên iPhone, iPad hay là MacBook. Từ trước đến nay, mỗi khi người dùng sử dụng trợ lý ảo trên iPhone, người dùng sẽ phải đọc câu lệnh Hey Siri để kích hoạt. Tuy nhiên, điều này sẽ sớm được thay đổi khi Apple thay đổi câu lệnh nhận diện giọng nói thành Siri. Trong bản tin Bầu Gua On mới nhất, phóng viên Matt Gurman của Bloomberg cho biết Apple đã quyết định đổi mới trợ lý ảo sau nhiều năm hoạt động. Các kỹ sư tại tập đoàn đang tìm cách để loại bỏ phần Hey trong câu lệnh, đồng nghĩa với việc chỉ cần câu gọi Siri nếu muốn kích hoạt trợ lý ảo. Đây là một thách thức lớn về mặt kỹ thuật dành cho Apple, Gurman nhận định. Theo nguồn tin, Apple đã nghiên cứu và thay đổi điều này trong nhiều tháng qua và dự định sẽ chính thức công bố thay đổi vào năm 2023 hoặc là năm 2024, tùy thuộc vào tiến độ thử nghiệm và phát triển. Việc chuyển đổi sang một câu lệnh mới giúp Siri cạnh tranh tốt hơn với trợ lý ảo Alexa của Amazon. Hiện người dùng chỉ cần nói Alexa để đánh thức thiết bị thay vì cả cụm Hey Alexa. Đồng thời, sự thay đổi của Apple cũng giúp Siri đi trước Google Assistant một bước khi trợ lý ảo của Google vẫn yêu cầu người dùng OK Google hoặc là Hey Google để kích hoạt. Ngay cả Microsoft cũng đã từng đổi mới trợ lý ảo của mình khi thay đổi câu lệnh Hey Cortana thành Cortana trên các dòng loa thông minh trước khi bị khai tử. Cũng trong bản tin Bầu Gua On, Matt Gurman cho biết Hey Siri sẽ không phải là thay đổi duy nhất xuất hiện trên Siri. Apple đang có dự tính tích hợp trợ lý ảo của mình với các ứng dụng và dịch vụ khác. Hãng công nghệ sẽ bổ sung Siri vào các ứng dụng dịch vụ từ bên thứ ba, đồng thời cải thiện khả năng nghe hiểu của người dùng để thực hiện các tác vụ chính xác hơn, Gurman khẳng định. Sau khi có hàng loạt công nhân tháo chạy khỏi nhà máy iPhone lớn nhất thế giới, nhà máy lắp ráp Foxconn Trịnh Châu đã đưa ra những ưu đãi cực kỳ lớn, ngoài ra thì mức lương gấp 4 lần dành cho những nhân viên quay trở lại làm việc. Foxconn Trịnh Châu dự kiến trợ cấp cho công nhân 500 nhân dân tệ, khoảng 1,7 triệu đồng nếu họ đồng ý quay trở lại làm việc, cùng với chế độ chăm sóc đặc biệt về y tế cũng như thực phẩm. Những lao động đã bỏ đi từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 5 tháng 11 có thể đăng ký với các địa phương và công ty sẽ đến tận nơi đón khi cấm vận ở sân bay Trịnh Châu được gỡ bỏ.
Quy định này được đưa ra sau khi Apple phải đăng khuyến cáo trên trang chủ của hãng rằng cơ sở ở Trịnh Châu đã hoạt động với công suất giảm đáng kể, dẫn đến việc sản lượng của iPhone và thời gian giao các mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max chậm hơn dự kiến. Sau thông báo của Apple, Foxconn tuyên bố sẽ sớm điều chỉnh hoạt động nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh quý cuối năm. Điều này ngược lại hoàn toàn so với thông điệp cách đây 10 ngày của Foxconn rằng hoạt động sản xuất vẫn tương đối ổn định. Tính đến giữa tháng 10, nhà máy Foxconn Trịnh Châu có gần 300.000 công nhân hoạt động theo mô hình khép kín khi Covid-19 bùng phát tại địa phương này. Công ty đã phải đóng cửa nhà ăn trong xưởng, yêu cầu nhân viên dùng bữa tại ký túc xá. Tuần trước, các công ty đã mở lại nhưng hạn chế người ngồi. Ngoài khoản tiền cho những công nhân đồng ý quay trở lại, Foxconn còn nâng mức lương lên gấp 4 lần, từ 100 nhân dân tệ khoảng 346.000 đồng lên đến 400 nhân dân tệ, gần 1,4 triệu đồng mỗi ngày. Chính quyền địa phương cũng tăng cường các biện pháp xét nghiệm, khử trùng và huy động nhân công địa phương để giảm áp lực cho nhà máy. Không có con số chính thức về số công nhân đã rời bỏ Foxconn, công ty và chính quyền địa phương cũng không công bố số lao động bị nhiễm Covid-19 trong đợt bùng phát dịch này. Và đó là những thông tin rất hot của Apple mà mình thu thập được trong thời gian qua. Các bạn có mong đợi chiếc iPad có thể gặp lại của Apple hay không? Để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.